văn so ít bươn liếp nhì, trang chương trình vấn này, bong khỏi so phát thương bình lòng bài bài then tiếng lượn, phối khẩn bài dường cần diếu le tảng làn bình ít trang tể lòng ăn văn, và bài bài then tiếng lượn on một đảng bà khô quỷ điếp. Khai cón chương trình, mà văn trực triền bài phong sư, đề phòng bình ít cầm của Hoàng Văn Thụ. Khỏi so phát kỷ cầm, thân trài nhìn sao báo. Bệnh ết đang hồn hao hành hoành, lăng trài nhìn lai cần cõi chư. Bầu tiêm chích bầu hư lộn căn, phòng bình ết hai ả thân tới lúc. Pét qua tàng tình dục nguy ơi cơ, nhằng mì báo cao à su hết cốc. Pì nón ơi cõi trắng chứ ơi âu, bình ết té bầu à lao lắc cần. Đảng chính phủ son cả hư dân, cõi đề phòng hết nà kinh bây nà. Hãy đà bền bình gia nan gia, ngam sinh óc kia xuân mất mình. Cùng vì bạn bầu tình lai ơi cần, lăng bầu chắc tang là nấu no. Tăng xa hội phuôi lò hư thông, nhìn trài thuốn mỏi cần hạnh phúc. Óc nà bay sinh lục sinh ơi lan, khe hờ nước Việt nà nam lầu măn. Đang này Hoàng úy trường lè điệu lượn nàng ấy bài lèo đảng khẩn tàng xuân triệu sinh tờ cầm. Chiến ơi thông đang
nhìn trai nào niết ly hết công lời nàng à nó lời nàng à lời nó nào niết lều đang khấn ơi tàng xuân khoan san phẩm giống bàn dung cấn lời nàng à nó lời nàng à lời nó na lấy khẩu bắp khấn ơi bên khéo mò vai tua lắng bèo mần này. Hoàng Văn Giáp trình bày phong thư Chữ Công Ơn Bạc Hồ cầm của Hà Văn Quý.
bên bên vành chim cầu chu tình cảm lòng ba cả hồ tưng sắc khăm chúng nam bắc tình lành cờ cánh mạng lung ngà đen khi có đấu tranh âu độc lập tự do Việt Nam tên ba cả hô lùng chói cách mạng đầy thắng lợi vinh quang khai sinh nước Việt Nam vươn cầu tiền bang hồ quay sở thiên nơ tha tời nô lệ dân ả la đà thuần khắp toàn dân mong ước trang ngờ rim mong ba khổ chi à minh sống mãi văn tuyên ngôn bác cuối đuổi dân bằng cả béo mùa xuân tòn mát lục lan chữ cắm bác khi đua đẹp sắc thế toàn là dân đại thắng công ơn bác cái bằng khâu phe Việt Nam dân nước cờ la hạnh phúc thi đua cùng góp sức lập công áo thành tích hiên hạ dân khẩn bác Vì đồng đang tính chương trình sướng hát ly lượn tiếng tài nùng của Đài Phát Thanh và Truyền hình Bắc Cạn, xe tâu hử chương trình vấn này, Dương Thị Cao triển bài lượn cõi, Piom ơn đảng, Vi Cao Trường, Tật Cầm. Còn khó khát nữa
Tiếp theo chương trình, Mạ Văn Trực chiêng bạc một lần, Đảng bạc bằng bóc tòa bóc hôm, Đảng quản vượng tật cầm. Đảng bạc tài tang hở tăng lệ dân, ý như băng lập xuân ma và đảng bạc bằng béo quá béo không, lịch sử nước lượn tới tới chữ làng à. Cờ hà cọc đen trói trí ơi lệ phuông, vì ết xiên cầu bạc pham xịp, vằn so tham bươn nhị lịch dương, vằn thánh lấp đảng lâu lúng trói làng à. Bươn pét bị thi hà mua lệ thu, vằn xịp câu nước lâu khơi nghĩa, cách mạng lâu văn tí bên công, bằng xuân ma biểu không hóm tòa làng à. Bườn câu bị phi hạ chứng lệ minh, vằn xó nhi khải sinh nước Việt, đảng bạc hồ long liệt tăng dân, bạc hố to quyền ngôn độc lập làng à. Biểu mùa thu phong khóp ba lệ đinh, chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, Trần Điện Biên hình cải tâm vân, đảng bác và tặng dân của thước làng à. Thực hình Tây cướp nước ni lệ tan, quân Mỹ ma tiệp phán trăm chiếm, tặng nước theo tức tẹp quê chim, bị chết ha thực hình thức Mỹ làng à. Tặng đi nước mọi tí dung lệ giang, thực tống bon Mỹ phán chín cướp, bạc nam đầy khua khước sung sang, ơn đáng bạc tài tàng chứ mãi làng à. Lăng này hùng chuyên triển bài phong thư peom đảng peom bạc hồ cầm của Quỳnh Nha.
Cái này đình quách trình bài then ím đo chữ bạc hồ peom đàng tật cầm dương thuyết cầm. Tỷ vuông lai mòn đây thình lá tàng ô tô má qua bác tu điện lùng xoác nưa phủ chóng chóng búng tí chạm phát sóng truyền hình hở dân hăn mọi thỉnh khóp nước chạm đa khoa cao lốp lườn xây khấy chấp bâu lèo bay ra ruốc nòng én dung hí há óc trương lườn xây mùng hỏa lương hỏa đao tiếng son thư nặn níu vằn vằn óc chợ tỷ đó khăm quáng xoắn sóng lươn chợ măn chát bằng phía há vằn lướp lướp mà óc hăng cua cái nhộn lai láng mì đo đáng lầu cần chăm lo mọi giường xóa lườn khát xí thương tử nưa chóm đáng chứ bạc hồ đơ thấy dân chào mì ơn nấy ra lùm vì nóng ơi nếp xin chứ nơ dân chào mì ơn nấy ra lùm nòn còi nếp xim chứ nơ. Khe lẻo chương trình vừa này, Hiền Lương triềng bài phong sư, Mì Đàng, Bế Sĩ Uông, Tà Cầm. Đảng của cần dân khó
cờ đáo đi lùng choáng bắc nam, cờ đang đua liềm khang mọi bán, toàn dân tin nèm đá tép thù phong đế quốc qua nở vua phong kiến bằng xa lồng vặt biển bên nơ đăng, dân Việt Nam đầy hân vằn đúng ôn tèo ca tàng quãng quay ở nấy, ơn đảng nếp xin xảy